Hàng Pi Long Chỉ Nhất, bài cần giữ hợp tác xã Miến Việt Cường đã lồng lèn xe tạp biển bài thình hàng khai hử dịp nền chiêng nhâm dân. Bài Pi Sở này, cần dân lè tài văn nắt giữ bài thình của cái ô cốp. Ít lè Pi Long Chỉ Nhất tham quá lý, lý Pham, thình của cái của lịp nhì tỉnh thành phố trang tảng nước, thình miến màn trinh Việt Cường của hợp tác xã miến Việt Cường xã Hóa Thượng huyện Đồng Hỷ đã đầy hội đồng ô cốp của cấp nạm mường trình đạt hà sao tay trá của cá hết óc đã đại tài lung thị trường khai lèo tì tài văn lè đại khai quảng đại trình lệch của cái ô cốp hà sao bên cả mì chìa mai bài mòn sơ đây cần dự chân cả thấn tim hợp tác xã tuyết hương xã hóa trung đầy có pi long sinh thức nhì sáu ngành nghề chính lên năm trình biến và buôn bản chè hợp tác xã mì lip ram lườn thành viên sáu lip hà hecta chè sơ leo tiết chuyển vượt gáp sản lượng chè nhỏ đíp đạt khoảng bác hà thiếp tấn mỗi pi. Sáu việc ngồi trọng, bại thình của cái hết óc, lồng lèn xe tối biến, bao bước và tan khai óc bại thình chè sơ vì bệnh bại thình chè của hợp tác xã chè thiết hương, Tài văn để lai cần xa dự. Thân gửi này, trang sổ bếp thình chè hết óc của hợp tác xã là mì thân hà thình chè đã để chỉnh lệ của cái ô cốp lý sao. Việc đề cấp chìa chỉnh lệ của cái ô cốp đã trình hơn 10 chất lượng và bãi mòn đây xe hợp tác xã xuân khóa việc bài trường và tò cáp số bài bảng hết kinh xe ao bãi thình trẻ của đơn vị khẩu bài siêu thị cải tại sung tài trá của cá hết óc và thình quốc cái để trình ô cốt lại cần dùng chân gạn tấn kim lai và tì khai cũng đạt kết quảng hơn và bãi thình quốc cái hết óc ăn pi cũng tài sung đẩy khiển quảng nhì thiết phân park và trá khai cũng đẩy sung lai hơn Quá tỷ, mưa thu nhập của bãi cần hát rú hợp tác xạ và bãi cần hát chè cũng đại tài không khiển tha hành. Chương trình mở xạ mì thình của cái sơ đây nâng, đầy có du huyện đồng hỷ tứ hua pi song hiến đúc cầu, sáu mòn tạt óc, lè tăng có bãi thình của cái đam chay, khuôn liệng, dịch vụ, mì chất lượng đây rú mọi tỷ phương. Quá xăm pi hết chương trình, tăng huyện đà mì xăm đếp ếch thình của cái, đại trình lệch của cái ô cốp, trang tỷ mì của cái nâng, lệ đại trình hà sao cấp nạm mường, tỷ lệ miến Việt cường như lý bét của cái đạt lý sao, cầu thình của cái đại trình tham sao. Nhòn quá việc tăng có bại thình của cái ô cốp, đã có phấn tài trung tài trá của cái, sau tam du hết ta đi nằm nâng, tứ ba clip triệu mưng pi song trình nhị gần ba clip hà phải cầu triệu minh khảo pi song trình nhất và ít lẻ trang pi song chỉ nhất nhong chuyển tối hết việc quá mạng trang đâm tay quân liệng bài cần hết óc bại thình của cái ô cốp cùng bệnh ngành nông nghiệp của huyện đồng hỷ trong việc ốc khẩn mạng bài thình quốc cái sẽ tàng có bài triềng bài thình quốc cái đam chay cùng bệnh bài thình quốc cái ô cốp rú tỷ phương. có thể nói, ngay từ khi bắt đầu... ngay tức bữa <laughs> trắng giam tào hết chương trình ô cốp à, pi long trên tiếp cầu 19. chính quyền huyện đồng hỷ đã chăn cả khảo lim chỉ đạo khát táng khai hết chương trình tứ dưỡng chỉ đạo khát táng bình tì đã đạt đầy bại mòn chăn đây lăng làm pi hết đề án mọi xã mì thành quốc cái sơ đây nâng thân cả này huyện đồng hỷ Huy đã mì làm thêm ít của cái lê tỷ phương mì sử lượng của cái ô cốp tái tàu trong tàng tỉnh thái nguyên mì xong của cái lè của cái nâng của huyện đồng hỷ nơi lệ mòn hôn sim lệ chuẩn khoái chương trình mọi xã phường hết đầy thành quốc cái sơ đây nâng của huyện đồng hỷ Huy phối lé cùng bệnh của tàng tỉnh thái nguyên phối quảng Khe tiếp nèm trúc tính bài mòn đã hết đầy và tấn lành tặng có bài thình của cái ô cốp, cáp 6 chuyển tối hết việc quá mạng, rú, kha bản và trang năm chai khuôn lượng. Pi Long chỉ nhất, huyện Đồng Hỷ đã ban hành nghị quyết thông qua đề án mở tặng có nông nghiệp của tỷ phương tứ Pi Long chỉ nhất thân Pi Song chỉ Hà nằm thân Pi Long Sam nhất trăng tì mì mòn tạt óc nâng lại thân pi song sinh nhìn xếp hạ mì nội nhất xếp hạ thành của cải ô cốp để chỉnh thân pi song sinh sam clip là mì sam clip thành của cải ô cốp để chỉnh trăng tì mì thành của cải ô cốp nâng đẩy chỉnh lề hạ sao